Bạn xong group nâng trịp xúa ta đọc bộ mọi bóng bóng đã dùng tạm đán tết sản ảnh ứ channel bà IP soheng chứ tìm mệt rấy xong bà chơi bật tông bà subscribe có đôi chì chơi bật tông like nâng xía đâm bây thật tù bản nớ át tập bọt bà chì rí hồn ngay xong rạp bà thân ngay đi phòng đáy trong bát cổ xô mật phơ ca bà bằng hàng chú nơ bà át tập bọt muối đã tệ tơn cho môi nâng à bầy chùm nứa đàn lượng thuốc ca bằng hai nhóm pi bà phúc mai bóng bón để cao nó con nồng bởi chân nam bóng bí chân nam mơ rôn nâng chân nam khal chắp pi chân nam pi bón mà phẩy muối từ mục nâng miến kê nôm nè bà đào đó bà phá lơ trọp thông bà chạy chìa bụng khan dân khơi như thà bà pi mùi chân nam từ mùi chân nam chân nằm cầm nợ bà đi mũi đi mũi rồi mấy anh ta từ bàn nợ liệp chế có đôi chia từ bàn nợ bà ở chốt liệp chốt xong nàng xem xỉnh khía á sài từ lơ chương lệch á sài từ lơ bằng cung thiết á sài từ lơ bà ca còn cụ tù tia đài chỉ chương lệch chọt người rồi phía rồi được chứ nế xong bọc mai bằng phô đài miền chân nằm cầm nợ cao nâng khôn đồng chân nằm tiền bày ní xong một tốt sản á, chứ mùi nâng cả bó sài cơ đồ chìa chứ mùi nâng cả cuốn cu đổi tỏ tơ. Nhưng trong nâng thơ ca bằng hành, bà bì liệp xâm nàng ở bộ mai bóng bó đã cao nâng con đồng chân nằm tiếng bấy. À, nâng tựa bàn nơ bà chốt liệp chốt xâm nàng, tựa bàn nơ bà phâu bà đỏ lõ cư phâu trọp bà cư chứ phâu. Đã tựa bàn nơ chốt chây thông đông bà nìa chân nằm bì bòn mà phây mùi ni. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cứ chỉ cả kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bà hào ra sát chân cầm bùl, cứ lỡ kênh khao lì khẩn. Để quát bàn lực dụng nớ, bà trường lệch, hào trường lệch ní, cứ bàn mình chạy ông bì phá lâu trọc phá lâu xâm náng. Đó chân nằm tiếng bấy, cứ chân nằm rộng, bà nâng chân nằm khao bì xế nó cứ chân nằm mồm mì. Chẳng, xong chắc chân nằm cầm nợ ớt, xong một tốt sân ai chú mùi nâng cả bọ sài lùng ớt, bà tàu tạm chân nằm nè mùi, đổi tỏ tơ. Bộng mai bóng bộ, đại ca nâng cân đồng bà chân nằm rốn, khơi thả, nì bà chân nằm bì bồn mà phầy mùi ní, cứ chân nằm đài bà ca riêng mông cô ca rồi bọn nẹ nâng bán đò xong rách bóng non dàng vật bà cót, bà mùi rồi phê rối, đòi bà sạc đây bà sóc sàn bà chạy chìa bụng khan. Bốn tái, nẹ nâu miên tùm nô nâng bà mê bà rồi bọn nẹ bẩn tích bẩn túi. Rồi bị hạt ca bạp ni tỏ tứ, nâng bà lọ bà xa lần quên chị chìa bụng khan. Bà nẹ thơ ca bà can mục đồng này thùng đồng nu. Nâng miên tù nè tì bà thùng đống. Nẹ cứ trâu ta tù tù khó trâu. Nẹ trâu ta bà tù tù bà nơ bà ở mục đồng này bà bẩn thay bà bì lờ ni chị chìa bụng khan. Bốc cố đã cắt nó khăn nông bà chân nằm bà rộng nì. Cứ miền tầm nẹ tầm nông lo chìa mùi nâng nẹ đợt tây bà chân nịch. Đói thuơ ở kế, ai miền sai trở ấn. Đứa chân này hỏi, nó bê đà kê chụm nâng bà nhà hả. Cứ rộng hãy tay tầm miền nẹ chui chảnh mốc chui đỏ sái. Thuơ ai à nà cổ rộ bà kế, ai nâng bà khai tàu chìa nẹ miền trọp xâm bà sạc đóm. Hỏi miền kê chui chồng chảy, cụp bà phiền cách, cụp cách ca nghe thằng o. Tiếng này hỏi, cứ chưa plâu đá đỏ lọ vì xe vì xá, nìa chân nằm bì bòn phải mùi. Cả ta liếp xâm nàng lọ bỏng phột và xâm rạp chân nằm bì bòn phải mùi ní. Đối xa tới lúc nét cao nơi khôn ông chân nằm rộng ní, đòi miền bà ở ẩm nách bà bí, bà tiêu bà đà trọc, bà đài miền ẩm nách bì bà ở nét đầm miền bà rầm ấy. Bạn thua cả dứt dốn sân đau vì sẽ nó cứ bảo viết phá lưu ở lượng nẹ đầm đá cao nó có nông chân nằm rộng ní. Chiên đo chấm nội bà ở chốt trọp thông mùi trẻ trìa bụng khan. Xong bảo bộng mai bóng bộ đá cao nó có nông chân nằm rộng xong thua cả công bằng bịa xa thú. Ở được gọi thua cả xa tơ chứ mùi nâng chân lê tèng ở khăn nìa. Trong mắt cơ sơ mà bần tờ chú nâu chân nằm chìa bần tờ tự tiên. Bà, xâm ra bà, bốc mai bóng bó đa cao nông khôn ông bà chân nằm bà chìa bần tờ tự tiên ní. Cứ trao chú mì nâng lộng nẹ đa cao nông khôn ông chân nằm khá. Bà dông tờ tàm ca con cu tư tiết tờ tàm của bốn chân khởi thả. Lúc nẹ đa cao nông khôn ông chân nằm khá nì chân nằm bì bò nà bầy mùi ní. Cứ chân nằm xâm ra liệp hò bà chô đọt đầy rồi bà bốc mai bóng bó hơi. Khuôn nẹ trâu bàn và tụi bàn nơi chục chơi cốp bà phê cách hai nâng tụi bàn nơi cả lực đồng cao bì mà đủ nơi chồng bình khuôn.
បាទថាបើអ្នកបាទបានរៀបបំមុខកលការខនងបើឆ្នាំ2021នេះទៀតនោះគឺរាប់ថាល្អផ្ដាច់ទៅហើយទោះបីជាស្ត្រូវកាយប៉ុនប៉ងបប្រមូលបាទប្រទួសរាយយ៉ាងដូចម្ដេចក៏បើក៏ដោយអ្នកក៏អាចបើគិតផុតពីបាទរឿងទាំងនោះផងដែរប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់អ្នកក៏មិនបាទសាបសូន្យនោះដែរចំពោះបាទ ក្រុមញាតិបាទមិត្តបាទនឹងផ្ដល់នៅសេចក្តីបាទរំខានដល់អ្នកមួយចំនួននៅក្នុងបាទឆ្នាំនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020លៀបសំណាងរបស់អ្នកមិនសូវល្អប៉ុន្មានឡើយដោយបាទតែងតែបញ្ចុកជ័យប៉ុន្តែក្រោយឈានចូលដល់ឆ្នាំ2021លៀបសំណាងរបស់អ្នកនឹងវិលត្រឡប់ល្អមកវិញ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានគេជួយច្រើនដូច្នេះហើយបំពេញកិច្ចការងារឬក៏បង្កើនមុខរបរអ្វីនោះទេសុទ្ធតែទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវដើរមួយដ៏ល្អបាទសម្រាប់មួយឆ្នាំ2021បាទមួយនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីទទួលយកនៅបើជើងលេខទាំងនេះ ខ្ញុំបាទក៏សូមបំពេញតជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីក្នុងឆ្នាំ2021នេះផងដែរគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីគឺជាឆ្នាំដែលទទួលបាននៅជោគលាភបាទជោគសំណាងបាទមុនគេនិងមានអ្នកមកដល់បាទនាំយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិបាទយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកដល់លោកអ្នកផងដែរ ហើយបាទតែងតែបាទជឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកបាទ100%តែថារឿងដែលអ្នកត្រូវបាទប្រិតព្រៀងខ្លួនឯងចនិចនោះគឺថាកុំបាទបេះបួននាំរឿងបាទពីឯនេះទៅនិន្ទាបាទឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានការបាទមិនសុខចិត្តចំពោះបាទរឿងរបស់យើងឬក៏ចំពោះរឿងរបស់អ្នកដតីវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេ ហើយជាពិសេសបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះនៅពេលដែលបាទយល់ព្រមបាទជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ក៏តែងតែធ្វើបានជានិច្ចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាទទាំងនោះនឹងដឹងគុណដល់អ្នកហើយតាមសងគុណអ្នកនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិបាទដែលចូលមករកគេនឹងមិនទៀបនោះទេ ដោយសារតែបាទទង្វើមួយចំនួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលបាទជាម្ចាស់បាទសម័យខ្លួនឆ្នាំមុំីគឺមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារតែឆ្នាំ2021នេះលោកអ្នកគឺជាមនុស្សបាទចេះជួយយកអាសាគេហើយគេរំលែងតែដឹងគុណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកវិញហើយគេក៏តែងតែទទួលបាននៅបាទលៀបសំណាងហើយគេក៏តែងតែសេចក្តីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំីនេះយកបាទជាមួយគ្នាផងដែរ សូមបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3សូមបាទធ្វើការសាទរដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅអត្តបទដែលតើតើងជាមួយនៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3បាទគឺបាននឹងបាទឆ្នាំ2021នេះនឹងមានអ្នកបាននាំយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិបាទយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទចូលមកក្នុងជីវិតបាទគឺត្រូវបានបញ្ចប់ សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបាទចង់បាននៅអត្ថបទថ្មីៗកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុងសាប់ស្ក្រេបក៏ដូចជាប្រសិនបើគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទនោះសូមជួយចុចប៊ូតុងឡាយទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើចង់សេអាចចែកចម្លែកទៅដល់បាទអ្នកបាទដែលនិយមតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុងសេផងដែរខ្ញុំបាទក៏រំលែងតែងតែនាំនៅអត្ថបទថ្មីៗយកមកចែកចម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពីខ្ញុំបាទ EP បាទសូហេងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានៅពេលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទបាទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ